Sau khi hoàn chỉnh một cái cam xoay đêm, chế một cái cam xoay đêm thì gồm có các bộ phận này. Một là màn hình hiển thị. Màn hình này là màn hình 5 inch ở trên ô tô đấy. Thứ hai là đây, bộ cam để gắn vào ống kính. Bộ cam này thì đây cái mắt cam này. Mắt cam này là được lấy ở cái camera an ninh này, để mua hẳn cái camera an ninh này để lấy độc cái mắt thôi, cái đèn hồng ngoại vẫn đây này. Đấy, ở clip trước tôi đã giới thiệu rồi. Lấy cái mắt để vào cái ống này, cái này là một cái ống nhựa 4,8 Kenti, nó vừa mới khi lắp vừa cái ống bút neo nhé các bạn ạ. Đây là ba đường này, kết nối này thì gồm có một là đường tín hiệu AV, hai là đường điện, đường điện được cấp ra màn hình nhé. Thế còn cái này là cổng USB để lấy điện ở cục sạc này. Đó. Và một cái đèn hồng ngoại, đây là đèn hồng ngoại để soi đêm nha. Bây giờ là tôi kết nối này, nó chạy luôn. Màn hình nhà kết nối này, đây đường AV này, cắm vào AV này, đây điện này, đây cắm vào đường cổng USB này, cổng sạc này để mang đi di động không. Rồi bật điện lên đấy, thế là màn hình đã hiển thị. Đây cái ống quay này, đang quay vào trong nhà này, về điều chỉnh độ nét ở cái ống kính này nhé. Xoay ống kính để điều chỉnh tiêu cự. Thì nó mới nét được. Nghe chưa? Đó, điều chỉnh tiêu cự. Rồi nét nhá. Đây là quay ánh sáng bình thường, nó có màu này. Đây là ánh sáng đèn điện. Đèn điện bóng led bình thường, nó có màu. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài trời đêm để ghi hình bằng ánh sáng hồng ngoại. Ra trời đêm nhé. Nhá, trời rất là tối. Bây giờ tôi soi cái đèn này thì nhìn thấy này. Đấy, soi bằng cái đèn này nhé. Đây các thiết bị dân. Trời tối lắm. Đây nhá, quay sang phía bên kia trên cái cây này. Cây. Đấy, đây là soi bằng ánh sáng đèn bình thường. Cây xa xa nó cách độ hơn chục mét. Nó không thấy gì. Rồi. Đây nhá, màn hình này nhá. Không thấy gì cả.
giờ tôi bật bật cái đèn hồng ngoại này lên này. Đấy, đèn hồng ngoại nhìn này. Cái cam của điện thoại này là không thể nhìn, cái cam của máy quay này không thể nhìn thấy cái ánh sáng này, này chỉ nhìn thấy hồng hồng như thế này. Những cái cam của máy quay này nó sẽ nhìn thấy. Nha, bây giờ tôi tắt đi này. Tắt cái đèn đeo trên đầu đi. Nhìn. Quay nhá. Đấy. Quay vào cái cây kia. Cái cây này chỉ cách độ 5 mét thôi. Đây, tôi quay lên cái cây, cây cao này. Đó, cây cao kia thì cách xa hơn chục mét. Cái dàn anten này, dàn anten cái cách độ 15 mét. Đấy. Quay này, nhìn lên cây này, cái này mà có chim là nhìn thấy, chim bé này có. Cách độ chục mét. Nói chung tối thì chỉ cần nhìn trong cái khoảng cách độ khoảng chục mét thôi, 10 đến 20 mét độ lại. Đấy, như cái kia là đến 20 mét này. Hơn 20 mét. Đến cái dàn anten kìa. Là hơn 20 mét đấy. Đây lùm cây này. Có đèn hồng ngoại thì mới ấy được, thì cái cam là mới nhìn được. Đây gần quá trông sáng, sáng chói. Với lại quay thông qua ấy này nó cũng từ máy quay xong rồi sang cái màn hình kia thì cái độ nét nó không nét lắm, không rõ lắm các bạn. Đó. Nhưng mà nhìn ở trên cái màn hình hiển thị của nó thì rõ hơn nhiều, là mình nhìn qua cái máy quay, cái màn hình máy quay này. Nhìn thấy quả cau kìa. Đấy, nhìn thấy quả cau. Mà tôi hướng máy quay lên mà không quay vào cái màn hình hiển thị thì trời tối lắm, chẳng nhìn thấy gì cả. Đấy. Cái xa xa một cái cửa sổ này, ngay cạnh này là cái cây cau này, nó không nhìn thấy gì cả. Nó quay vào cái màn hình hiển thị của nó thì mới nhìn thấy được. Đấy, đây là hướng máy quay ra cái cửa sổ này, cửa sổ này lên cây cau này. Đấy. Nói chung thế này là đi, nó đi săn là nhìn thấy. Cái mắt cam này nó sẽ cảm nhận được ánh sáng hồng ngoại. Tổng mua vật liệu để lắp một cái cam này thì gồm có này. Một cái màn hình như 300. Cái cam này 300 này. Cái đèn này có hơn 100 đâu. Cái vào 700. Quả pin sạc thì không tính, phải có quả pin để mang đi di động thì mới được.
chưa đến 1 triệu, lắp xong cái hệ thống xoay đêm này thì chưa đến 1 triệu các bạn. Nói chung là để lắp để đi xoay đêm thế này tốt không? Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nếu mà thấy hay thì đăng ký và chia sẻ, ấn chuông để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.